Đây là những bao bì, chai lọ giặt vào bờ biển Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh sau trận mưa kéo dài. Ngày 11 tháng 12 năm 2018, lực lượng công nhân môi trường đô thị và thanh niên xung kích các địa phương thuộc quận Ngũ Hành Sơn đã phải tập trung ra các bãi biển Mỹ Khê, T20 để dọn dẹp. Đáng chú ý, bãi biển Mỹ Khê đoạn từ ngã ba Nguyễn Văn Thoại, Võ Nguyên Giáp đến ngã ba Phan Tứ, Võ Nguyên Giáp ngập đầy các loại chai lọ với đủ chủng loại từ thủy tinh, nhựa mang nhãn mác Trung Quốc. Theo người dân địa phương cho biết, do khu vực Ngũ Hành Sơn có lượng lớn du khách người Trung Quốc đến tham quan nên có thể đây là rác thải của họ. Theo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng, đơn vị này đã đưa gần 100 công nhân để ưu tiên xử lý rác ở bãi biển Ngũ Hành Sơn và xử lý thêm cho khu vực dân cư. Dự kiến trong ngày 11 tháng 12, công nhân cùng lực lượng thanh niên sẽ thu gom xong rác ở bãi biển phía quận Ngũ Hành Sơn. Ước khối lượng rác khoảng 100 tấn. Trong khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ thì đoàn Hồ Sơn đã huy động được 50 đoàn viên thanh niên từ các cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc trên địa bàn quận và tiến hành ra quân dọc tuyến biển từ ngã ba Nguyễn Văn Thoại, Võ Nguyên Giáp đến khu vực bãi tắm sau biển, thì ước lượng ở tầm khoảng 2 km bờ biển. Và cái lượng rác thu được thì bây giờ thì cũng chưa ước lượng được, nhưng mà khoảng 2 cái xe bồn thu rác. Trong khi đó, tại Âu Thuyền Thọ Quang, cơn mưa lớn từ đêm 8 tháng 12 kéo dài đến cuối ngày 10 tháng 12 đã khiến rác thải ngập ngụa khắp âu thuyền lớn nhất miền Trung này. Rác chủ yếu là chai lọ, củi, phao xốp, giày dép, nhưng nhiều nhất là bao ni lông. Rác thải theo dòng nước chảy từ sông Hàn ra khu vực âu thuyền khiến các ngư dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.